Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua nữ siêu anh hùng Black Widow, Quả Phụ Đen. Hiện nay mình sẽ dùng 3 màu là màu đỏ, màu vàng và màu xám. Chúng ta hãy cùng bắt đầu. Mình bắt đầu với màu đỏ để tô tóc. Tóc của Quả Phụ Đen màu đỏ các bạn. Ở trong phim thì không có màu đỏ, nhưng mà mình nghĩ là nên sử dụng màu đỏ để cho nữ sinh của chúng ta thêm phần lộng lẫy và gợi cảm. Black Widow và mình sẽ dùng màu vàng để tô phần này. Mình không biết gọi cái này là gì nữa. Và phần thắt lưng. Các bạn lưu ý ở đây.